một chương trình tri ân khách hàng của Nike nhân dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch sắp đến. Thì từ nay cho đến Tết âm lịch 2023, khi quý khách hàng đến sử dụng bất kỳ một dịch vụ gì của Nike hay là lắp một phụ kiện gì cho xe có hoa đơn từ 5 cho đến 10 triệu đồng thì Nike sẽ tri ân tặng cho quý khách một chai tẩy keo đến từ thương hiệu 3M và một khăn lau xe microfiber siêu xịn sò. Và tương tự như vậy, đối với hoa đơn từ 10 cho đến 30 triệu, Nike sẽ tặng cho quý khách một dung dịch vệ sinh nội thất đến từ thương hiệu 3M và một chai tẩy keo và một khăn lau xe. Và đối với hoa đơn từ 30 cho đến 70 triệu đồng thì Nike sẽ tri ân tặng cho quý khách một chai 3M quýt quát hay được gọi là chai quát bóng và một chai tẩy keo tẩy nhựa đường đến từ 3M và một khăn lau xe microfiber. Đối với hoa đơn từ 70 triệu đồng trở lên thì Nike sẽ tri ân tặng cho quý khách hàng một gối cổ đến từ thương hiệu Esparco chính hãng 100%, một chai tẩy keo 3M và một khăn lau xe. Combo này vô cùng xịn sò. Và đối với những dung dịch chăm sóc xe thì Nike sẽ hướng dẫn cho anh em chăm sóc xe tại nhà để xe yêu của anh em sẽ được sạch sẽ và lung linh nhất để anh em đi chơi Tết. Và cuối cùng, xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn ủng hộ với Nike trong một năm 2022 đầy sóng gió vừa qua.